Đây là Smart T7 Lite, một phiên bản nếu hiểu theo nghĩa thông thường của từ Lite sẽ là cắt giảm một chiếc loa Smart T7 mà mình đã có làm video cách đây vài tháng rồi. Nhưng trên thực tế, sau khi trải nghiệm sản phẩm này, mình thấy nó thậm chí còn đáng mua hơn cả bản T7 thường. Vậy thì tại sao lại như vậy? Hãy cùng mình khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Về cơ bản thì T7 Lite giống như một phiên bản thu gọn lại của T7, nên do mọi thứ được cô đặc lại nên mình cảm giác nó mang đến một sự chắc chắn và đầm hơn đáng kể so với cả T7 mặc dù vẫn sử dụng chất liệu chủ yếu là dạng nhựa giống những sản phẩm loa giá rẻ trong tầm giá này nhưng về mặt kết cấu tổng quan thì sản phẩm này không bị mang cảm giác rẻ tiền cho lắm một điểm khá hay mà được nâng cấp trên bản này đó chính là hệ thống đèn led ở hai đầu của loa được làm rộng hơn và có độ sáng cao hơn khiến cho khi bật những hiệu ứng của đèn này đặc biệt là hiệu ứng nháy theo nhạc thì cũng rõ ràng hơn so với người tiền nhiệm đây là một điểm mình thấy khá thích vì đối với những dòng loa di động kiểu này nhiều người dùng có nhu cầu cho một kiểu đèn như này để loa trông cho bớt nhàm chán và phần nào mang được chất tiệc tùng vào chiếc loa này. Ngoài ra, ở mỗi phần được trang bị thêm hai phần nhựa, giúp phần màng dung thụ động không bị bịt kín xuống bề mặt, gây ra cảm giác âm thanh bị bí, đồng thời bị che mất phần nền LED ở đây. Về phần thân của sản phẩm thì điểm mình không ưng duy nhất đó chính là logo của cho Smart quá to đặt ở chính giữa loa. Mặc dù thì mang tính nhận diện rất tốt sản phẩm, nhưng nó thật là phần logo này, chữ quá xấu và thô, đặt ở đây nhìn giảm độ đẹp đi thiết kế của loa khá nhiều bù lại phần thiết kế thì có một điểm cộng rất đáng khen đó chính là hãng văn trang bị chúng ta lượng nút bấm điều khiển khá đầy đủ ở đây các nút như tăng giảm volume kết nối đều thao tác cực kỳ dễ dàng và các nút này thì cũng tích hợp với tính năng như chuyển bài hát quay lại pause vân vân ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm một thanh nhỏ để móc dây treo vào có thể đeo vào tay hoặc là mắc trên cây hoặc là mắc trên giá trong những buổi tiệc hoặc là buổi vui chơi ngoài trời nhưng nói thật là phần dây này thiết kế trông rất xấu ngoài ra một điểm nữa trong phần thiết kế cũng đáng chú ý đó chính là ở cạnh này các bạn sẽ có thêm một cổng tai si và khe cắm thẻ nhớ cổng tai si để sạc rất hiện đại bây giờ thì không còn phải bà nữa rồi nhưng với khe cắm thẻ nhớ này thì cũng là một kiểu thiết kế tương đối cổ lỗ nhưng mình nghĩ rằng đây vẫn là một điểm cần thiết bởi vì đối tượng sử dụng những dòng loa này không chỉ là những bạn trẻ có sử dụng điện thoại thông minh rất thành thạo với kết nối bluetooth nhưng cũng sẽ là những người lớn tuổi đứng tuổi một chút họ muốn dùng những chiếc uh, thẻ nhớ để cắm vào loa nghe nhạc cho đỡ về kết nối với điện thoại hoặc thêm một điểm nữa thì đây là một sản phẩm hướng tới đối tượng sử dụng ngoài trời hay là mang đi khi di chuyển. Chính vì vậy thì đôi khi điện thoại của bạn có thể không có kết nối mạng hay có thể không đủ pin để kết nối Bluetooth thì việc có thẻ nhớ này vẫn là một điểm cộng đáng khen cho sản phẩm này. Cả phần cổng kết nối và phần thẻ nhớ này được bịt khá kín bằng một phần nắp cao su dày đảm bảo cho khả năng chống nước IPX7 của sản phẩm này. Nên các bạn có thể thoải mái nghịch ngợm, dù có rơi xuống hồ bơi hay ngâm xuống nước thì cũng không cần quá lo lắng, cầm lên và vẩy nước đi là được. Rồi bây giờ cùng nhau nói một chút về tính năng. Thì vẫn giống như T7, sản phẩm này trang bị khả năng kết nối link là điểm mình thấy nổi bật nhất. Đó chính là việc kết nối hai loa tạo thành một bộ loa stereo. Thì đây là một công nghệ mình thấy khá hay và hoạt động tương đối mượt trên những dòng loa của chu Smart. Mặc dù mình thì không đủ hai con để kết nối ở đây, tuy nhiên với kinh nghiệm từ con T7 thì có thể thấy được hai loa được sinh khá tốt, không hề có hiện tượng đứt gãy kết nối hoặc loa sau bị chậm vào loa trước, nhìn chung hoạt động cực kỳ ổn định. Phần này bạn có thể điều khiển thông qua app của hãng này. Đây là một điểm khá hay ho vì không nhiều sản phẩm có giá rẻ, có app kiểu như này. Mặc dù tất nhiên tính năng của nó thì không quá nhiều và còn nhiều điểm cần phải cải thiện như độ mượt và giao diện của ứng dụng, nhưng như mình thấy như vậy cũng là khá đủ. Điều chỉnh hiệu ứng đèn LED, chỉnh EQ, một số tính năng khác. Cuối cùng là về mặt chất âm thì định hướng của hãng cho sản phẩm này là vẫn một sản phẩm hướng tới đối tượng yêu thích một chiếc loa có công suất lớn để có thể sử dụng thoải mái ngoài trời. Với công suất công bố lên tới 24W thì âm lượng của nó ở mức tối đa có thể dễ dàng lấp đầy một phòng kích thước khoảng tầm 20 đến 25 m2, thậm chí là còn hơi to. Âm lượng của nó thực sự là mình cảm thấy rất ấn tượng. Tuy nhiên thì cũng giống như dòng loa giá rẻ khác, đó chính là khi bật ở max volume, mặc dù âm thanh nghe rất to và đã, nhưng tiếng lại có hiện tượng hơi bị vỡ và rè. Vì vậy, mình thường xuyên mở mức khoảng 50% là đủ nếu với nhu cầu sử dụng ở trong phòng. Còn đối với ngoài trời thì có lẽ chất lượng âm thanh không phải quá quan trọng, thế nên cứ bật max volume và chiếc loa này hoàn toàn thì cần được. Về mặt chất âm thì dòng loa này được tun hơi khác so với cả dòng loa trong cùng tầm giá này và với kiểu thiết kế hay là kiểu đối tượng có thể gọi là dạng phủi với dạng kiểu được làm chống sốc hay là để mang ra ngoài với những buổi tiệc như thế này. Những loại loa này thường tập trung rất nhiều vào giải bass và khiến nó gần như át hết những giải còn lại. Tuy nhiên, đối với Tron Smart T7 Lite thì điểm hay của nó lại là giải mid và chép khi mà tiếng ca sĩ và tiếng nhạc cụ nghe sáng và rõ. Chính vì vậy, để sử dụng ngay những bản nhạc pop, ballad cảm giác hợp hơn là đối với những bản nhạc quẩy. Còn đối với âm bass thì đánh vẫn gọi là có lực, tuy nhiên thì thiếu đi độ gọn và chắc. Mặc dù thì không đến mức tệ nhưng không được như mình kỳ vọng ở một dạng loa thiên hướng cho những buổi tiệc vui vẻ, giải trí như con này. Rồi phần cuối cùng thì mình sẽ tổng kết lại một chút. Thực sự thì bản thân mình thấy Tron Smart họ đang bị dối trong việc phân bố sản phẩm các phân khúc. Ok đồng ý là hãng này sở hữu nhà máy sản xuất nên việc đẻ ra sản phẩm như cơm bữa là chuyện bình thường. Nhưng việc phân bổ quá nhiều sản phẩm vào cùng phân khúc khiến cho bản thân mình và mình nghĩ là cũng nhiều người dùng cảm thấy bị hơi dối. Đối với T7 và T7 Lite thì cũng như vậy, không thực sự có quá nhiều điểm khác biệt để người dùng có thể phân biệt. Có lẽ thì T7 Lite dành cho những người muốn một con loa gọn hơn, LED đẹp hơn một chút, cùng với mức giá cũng rẻ hơn một chút, cùng với đó là không khác biệt lắm trong mặt chất âm. Nhưng tóm lại thì với bản thân mình, theo đánh giá của mình ở hai sản phẩm mình đã được trải nghiệm thì mình nghĩ rằng T7 Lite sẽ vẫn là sản phẩm đáng mua hơn so với cả phiên bản T7 trước đây. Rồi nếu như các bạn mua sản phẩm này đừng quên mua tại đường link Mình để phần mô tả và phần bình luận bên dưới này Cũng như bấm like, share và ký kênh Instagram của mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi